Hoàng Phi xin kính chào quý cô bác, anh chị đã quay trở lại với lại kênh Sức khỏe tốt. Chuyên mục tư vấn sức khỏe dành cho mọi người được phát sóng hàng ngày trên kênh Sức khỏe tốt. Cảm ơn quý cô bác, anh chị đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng với lại kênh Sức khỏe tốt trong suốt thời gian qua. Còn ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với những cái nội dung trong video này. Nội dung thứ nhất trong video này đó là: nếu không có 4 dấu hiệu này thì chúc mừng bạn sống khỏe, sống thọ rồi. Nội dung thứ hai đó là 99% ai cũng mắc thói quen xấu vào buổi sáng gây hại sức khỏe. Kính thưa quý cô bác anh chị, giấc ngủ ngon như một liều thuốc bổ vậy. Qua một đêm, một giấc ngủ dài, sau khi ngủ dậy, con người sẽ cảm thấy khoan khoái nhiều, sức sống chắc chắn, đó là dấu hiệu khỏe mạnh. Nếu sau khi ngủ dậy, bạn thấy một cơ thể có một trong 4 dấu hiệu này thì cần phải đi khám bác sĩ ngay. Ngủ dậy thấy mệt mỏi, nhức đầu. Sau khi ngủ dậy, nếu như bạn thấy rằng cơ thể mình rất mệt mỏi, thường xuyên thấy đau đầu, chóng mặt và vẫn còn mệt mỏi thì có thể do não bị thiếu oxy, máu lên não không đủ hoặc mạch máu não hẹp. Đây cũng là dấu hiệu chứng tỏ rối loạn giấc ngủ, khiến bạn không thể ngủ sâu và phục hồi được. Đồng thời, bạn nên đi kiểm tra sức khỏe để có hướng điều trị kịp thời. Nghiêm trọng hơn, nếu như bạn thấy điều này kéo dài và thường xuyên lặp lại thì có thể làm cho bạn bị rơi vào tình trạng thiếu hụt năng lượng và dễ thấy mệt mỏi, nhức đầu dù đã ăn uống và ngủ đủ giấc. Hãy đi khám ngay nếu bạn thấy trường hợp này để có hướng điều trị tích cực nhất, đảm bảo sức khỏe của bạn. Ngủ dậy thường cảm thấy bị khô miệng. Nếu như sau khi bạn ngủ dậy thấy khát miệng, khát nước là điều bình thường. Nhưng nếu tình trạng khát nước, khô miệng trầm trọng thì nên cẩn thận. Bởi vì đây là dấu hiệu cảnh báo bạn có thói quen thở bằng miệng khi ngủ hoặc đang mắc các cái bệnh lý nghiêm trọng như là ngưng thở, tắc nghẽn khi ngủ, khiến cho tim mạch của bạn trở nên khó khăn khi hoạt động. Đồng thời, khi bạn bị khô miệng khi ngủ dậy cũng có thể cảnh báo sớm bệnh tiểu đường. Theo đó, bệnh tiểu đường sẽ khiến cơ thể mất nước lạnh nên làm cho miệng khô vào buổi sáng. Bệnh nhân đái tháo đường nếu có triệu chứng khô miệng kéo dài, hãy thường xuyên đi đến theo dõi đường huyết để điều chỉnh kịp thời. Lúc này bạn nên đi khám, kiểm tra sức khỏe tổng quát để có hướng xử lý kịp thời. Ngủ dậy bị tê bì chân tay. Vâng, kính thưa quý cô bác anh chị, khi mà quý cô bác anh chị ngủ dậy mà thường xuyên rơi vào tình trạng này thì xảy ra khi mà quý cô bác anh chị nằm ngủ sai tư thế, nằm đè lên cánh tay, khiến máu lưu thông kém. Đây là do tê bì sinh lý và sẽ nhanh chóng biến mất khi mà bạn cử động mạnh hoặc là mạch máu lưu thông trở lại. Nhưng nếu bạn ngủ đúng tư thế mà vẫn bị thì đó là một dấu hiệu khác, một cái câu chuyện cảnh báo bệnh nặng hơn. Rất có thể đây chính là dấu hiệu sớm của bệnh tiểu đường. Bởi lúc này lượng đường trong máu tăng cao làm cản trở cái tốc độ truyền dẫn các dây thần kinh cảm giác ở tay. Bạn nên đi kiểm tra sức khỏe càng sớm càng tốt. Ngủ dậy thấy đau bụng, tiêu chảy thường xuyên. Nếu bạn ngủ dậy mà thường xuyên bị đau bụng, tiêu chảy thì đó chính là cảnh báo bệnh về đường tiêu hóa, đường ruột, bạn nên thận trọng. Đặc biệt nếu như tiêu chảy kèm theo những dấu hiệu như là hay bị đau bụng, tiêu chảy vào buổi sáng, đau bụng, cân nặng giảm sút, mệt mỏi kèm chán ăn thì đó là bệnh nan y nên đi kiểm tra sức khỏe thật sớm. Vâng, ngay bây giờ thì hãy cùng Hoàng Phi của kênh Sức khỏe tốt đến với lại nội dung thứ hai trong video này. 99% ai cũng mắc thói quen xấu vào buổi sáng gây hại cho sức khỏe này. Nhiều người trong chúng ta mắc phải những cái thói quen mà chúng ta biết là không tốt cho mình. Đó có thể là thói quen xấu khi ăn uống, ví dụ như ăn những cái món ăn không lành mạnh, hoặc thói quen xấu khi ngủ. như là chúng ta hay thức khuya để làm một cái công việc gì đó. Nhưng một thói quen phổ biến mà nhiều người trong chúng ta mắc phải trong những năm gần đây, đặc biệt là công nghệ phát triển, đó là kiểm tra điện thoại vào buổi sáng ngay sau khi thức dậy. Xem điện thoại ngay sau khi thức dậy là cách bắt đầu ngày mới đối với nhiều người. Họ có thể sử dụng điện thoại để xem giờ, đọc tin nhắn hay lướt mạng xã hội. Điều này có vẻ vô hại, nhưng theo một chuyên gia cảnh báo, nó có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe của chúng ta. Xem điện thoại ngay khi thức dậy, thói quen có hại như thế nào? Nói trên một clip trên mạng xã hội TikTok thì dược sĩ Ray Patel đang làm việc tại bang Alabama của Mỹ gọi đây là một trong những thói quen buổi sáng tồi tệ nhất mà bạn có thể mắc phải. Dược sĩ nói với 33.000 người theo dõi của mình, bạn và có lẽ tất cả những người bạn biết đều làm điều đó, với lấy cái điện thoại ngay lập tức khi bạn rời ra khỏi giường hoặc thậm chí đang nằm trên giường. Ông nói điều này có thể có tác động lâu dài đến tinh thần của bạn trong ngày. Thay vì bắt đầu một ngày mới với một tâm trạng, tâm trí thoải mái và tập trung, thì bạn khiến bộ não của mình phải chịu một loạt những cái phiền nhiễu làm tê liệt hệ thống dopamine và làm suy giảm tinh thần minh mẫn của bạn. Ngay khi bạn đang cố gắng đặt điện thoại xuống, sự tập trung của bạn vẫn bị ảnh hưởng. Hệ thống dopamine của bạn bị gây nhiễu, kêu gọi bạn xem nhiều nữa. Cuộc chiến này tiếp tục đè nặng lên tâm trí bạn suốt cả ngày. Thói quen tốt vào buổi sáng. Thay vì xem điện thoại thì nên bắt đầu bằng một thói quen buổi sáng hiệu quả, chẳng hạn như đi dạo hoặc là tập yoga. Chìa khóa để có một ngày làm việc hiệu quả hơn là bắt đầu với những thói quen buổi sáng của bạn. Hãy ưu tiên thói quen buổi sáng lành mạnh, dành ít nhất hoặc là 2 giờ cho việc gì đó thực sự hiệu quả. Cơ thể bạn sẽ cảm ơn bạn vì một ngày thành công và sáng suốt phía trước. Một nghiên cứu của Mỹ đã phát hiện ra rằng khoảng 80% người trong độ tuổi từ 18 cho đến 44 tuổi thừa nhận sẽ lấy điện thoại trong vòng 15 phút đầu tiên sau khi thức dậy. Trong đó, 62% sẽ sử dụng điện thoại ngay sau khi thức dậy, trong khi 44% sử dụng điện thoại làm đồng hồ báo thức. Nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Nghiên cứu Môi trường Quốc tế năm 2018 nêu chi tiết mức độ gây hại của việc sử dụng điện thoại di động đối với giấc ngủ và sức khỏe tâm thần. Việc sử dụng điện thoại di động trước khi ngủ có liên quan đến thời gian ngủ ngắn hơn và chất lượng giấc ngủ kém hơn. Phụ thuộc vào điện thoại có liên quan đến một số kết quả tiêu cực. Tóm lại, các nghiên cứu có góc độ tâm lý hoặc hành vi đã phát hiện ra mối liên hệ giữa việc sử dụng điện thoại di động và các kết quả bất lợi về sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên, cần có nhiều nghiên cứu chất lượng cao hơn để đưa ra kết luận xác đáng về cơ chế và nguyên nhân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng với lại kênh Sức khỏe tốt trong suốt thời gian qua. Hoàng Phi xin thay mặt kênh Sức khỏe tốt kính chúc quý cô bác, anh chị luôn mạnh khỏe, sống trường thọ cùng con cháu. Còn bây giờ, xin chào và hẹn lại trong các cái video tiếp theo.